Khi mình tắt đi mở lại, nó không nhanh, khá là tối, bật lên công suất là 200W, cực kỳ sáng luôn các bạn nha. Các bạn xem kỹ nè. Đó, phòng khách mình tích được gần 50m². Hiện tại bây giờ mình đang đặt trên ghế nha, thì nó sáng ở mức độ vừa phải thôi. Còn nếu các bạn muốn sáng nhiều hơn thì các bạn hãy đặt những chiếc đèn pha này ở vị trí cao từ 3-6m thì nó khá là sáng và nó tỏa sẽ rộng hơn. Đặc điểm của những đèn pha này nó sẽ là sáng tỏa rồi nha. Các bạn đặt càng cao thì góc sáng nó sẽ tỏa nhiều hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cầm lên cho bạn rồi thử nè. Đây, chiếu lên. Khi mình chiếu lên vị trí nào thì nó sáng vị trí đó nha, cực kỳ sáng luôn. Công suất là 200W, quang thông là 20.000 lumen. Sử dụng chip LED của Samsung xuất nếu các bạn quan tâm về chất lượng và độ sáng sản phẩm. Đó, mình xoay này, xoay tới đâu thì sáng tới đó, cực kỳ sáng nha. Tắt đi để cho mình xem rõ hơn sự khác biệt giữa không bật đèn mà có bật đèn. Đó, ánh sáng khá là trong các bạn nha. Phòng của mình tích là 50m², phản hồi khá là nhanh. Phía sau thì nó sẽ có một thiết kế tỏa nhiệt khá là dày và nó sẽ có những cái đường sóng ở đây, nó sẽ giúp chúng ta sử dụng tỏa nhiệt nhanh hơn. Mặt trước là mình thiết kế bằng kính cường lực có tiêu chuẩn IP chống nước chống bụi là IP66, nên các bạn để ngoài trời nắng mưa thoải mái nhé. Lumen là 20.000 lumen, chủ chip LED của Samsung sản xuất. Chế độ hoàn màu CRI là 80 cho ánh sáng trung thực, khá là đẹp. Ở đây là cái bát này, cái bát này sẽ giúp cho chúng ta thay đổi góc chiếu của sản phẩm. Thân đèn khá là dày, thiết kế bằng khung kim loại, mặt trước bằng kính cường lực. Sản phẩm trên tay có công suất là 200W. Ngoài ra sản phẩm này thì nó sẽ có nhiều công suất khác, giống như là 30, 50, 100, 70 v.v. tùy theo nhu cầu của bạn, ánh ở vị trí nào, ở nhu cầu ánh sáng ra sao để lựa chọn ánh sáng phù hợp nhất. Các bạn hãy tiếp qua nhà phố Thiện Minh thông qua số hotline công ty 0933332527 hoặc là website thiệnminh.org. Đây mình sẽ có nhân viên tư vấn và hỗ trợ lựa chọn cho bạn một chiếc đèn phù hợp nhất. Mọi thông tin thắc mắc về sản phẩm và nhiều dòng sản phẩm khác của thương hiệu Rạng Đông và rất là nhiều thương hiệu khác, các bạn liên hệ trực tiếp qua thiệnminh.org hoặc số hotline công ty 0933332527. Tôi mình sẽ có nhân viên hỗ trợ và tư vấn cho bạn một cách miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Phí đi ra hết, đừng quên like, đăng ký kênh của mình, thông tin của mình. Xin chào hẹn gặp lại.